Sao Bảo Nhật xin chào các bác. Em lên sóng một con lọc khí Panasonic VH50. Con này có cái màu hường nam tính các bác nhé, màu rất là đẹp. Đấy, các bác mua để trong phòng ngủ thì quá đẹp luôn. Cái màu này nó rất là hiếm đấy ạ. Một con máy chất khá đẹp. Không hiểu sao đối với những cái con màu hồng như này em thấy cái chất máy của nó lại rất là đẹp nhé. Gần như là bên Nhật những cái con này cảm giác như họ rất là ít dùng, màu rất là đẹp. VH50 dùng cho phòng khoảng 50m² đổ lại. Đấy, dùng khoảng 50m² đổ lại. Quên xin lỗi các bạn nhé, VH50 dùng cho phòng khoảng 30m² đổ lại thôi nhé. Đấy, nói nhầm thành 50m², con này có cả biển ánh sáng các bác này. Hai cánh vẫy, màng HEPA zin theo máy còn đẹp như mới luôn. Màng than đẹp. Bên này là bình nước bùa. Màng tàu ẩm theo máy vẫn còn rất là xốp quá nhé. Nó hơi chuyển màu chút thôi chứ còn không vấn đề gì đâu ạ. Năm 2012, 4233 series 43W, dùng cho phòng khoảng 30m² đổ lại. Chiếc này em bán là 2,2 triệu nhé, bảo hành 12 tháng cho các bác. Giá chưa phí vận chuyển, bên em đấu biến áp điện 220V rồi nhé. Chào các bác.